Ngô Diệc Phàm đã có con 2 tuổi, gia thế nửa kia gây bất ngờ. Nóng nhất mạng xã hội xứ Trung thời điểm hiện tại chính là tin cực hot liên quan đến Ngô Diệc Phàm. Mới đây, một blogger chia sẻ bài viết trên diễn đàn Trouble ấp mở thông tin cho biết, sao nam người Canada vừa mới vào tù, thực chất không hề độc thân, đã kết hôn và hiện có con 2 tuổi. Thông tin trên ngay lập tức khiến vô số netizen đồn đoán cho rằng, người mà blogger nhắm vào đó chính là cựu thành viên EXO Ngô Diệc Phàm. Điều đáng nói, phía dưới bài đăng này, một vài netizen đưa thêm thông tin bất ngờ hơn. Thực ra anh ta có vợ chưa cưới đó, có con hay chưa thì tôi không biết. Tôi còn nghe nói vợ chưa cưới của anh ta là một cô gái tài giỏi, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa Cơ, do chính tay mẹ anh ta tuyển chọn đó. Khoảng thời gian năm 2018-2019, tôi từng nghe qua tin này rồi. Hồi đó có tin anh ta có vợ sắp cưới, mẹ ruột phải tốn bao công sức mới dìm được tin tức đó. Hiện tại, đây đang là vấn đề được thảo luận sôi nổi nhất trên mạng xã hội, tuy nhiên chưa có bất cứ ai đứng ra đính chính. Nhiều nguồn tin cho hay, mẹ của Ngô Diệc Phàm đang phải chạy vầy khắp nơi, tìm luật sư giỏi cứu con trai khỏi vòng tù tội. Trong khi đó, bố của nam ca sĩ dù quen biết nhiều quan chức, nhưng lực bất tòng tâm, từ chối giúp đỡ vợ cũ và quý tử. Được biết trước đó, thông báo tạm giam Ngô Diệc Phàm để điều tra khiến cộng đồng mạng không khỏi dậy sóng trước thông tin này. Theo đó, phía thông báo cho biết, trước các thông tin trên mạng về việc Ngô Diệc Phàm nhiều lần dụ dỗ các cô gái trẻ để quan hệ và các vụ việc liên quan khác, hiện Ngô Diệc Phàm đang bị Cục Cảnh sát thành phố Triều Dương tạm giam giữ hình sự theo quy định của pháp luật. Công tác điều tra và xử lý vụ việc đang được tiếp tục diễn ra. Ngay sau khi thông báo bắt giữ được đưa ra, hàng loạt các cáo buộc lần lượt được Ngô Diệc Phàm khai ra trong quá trình điều tra, cũng như hàng loạt các tội ác khác được bóc ra bởi các nhân vật liên quan. Theo đó, hiện tại, nam thần tượng đình đám một thời đang phải đối diện với cuộc sống đầy những khó khăn khi tất cả những tội ác trong quá khứ bị khui ra. Đặc biệt mới đây, có một thông tin cho biết Ngô Diệc Phàm gần như không thể ăn uống khi ở trong tù và suy sụp hoàn toàn cũng khiến cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Ngoài ra, nam thần tượng còn liên tục khóc lóc xin cho phép gia đình bảo lãnh để đến bệnh viện trị bệnh và thường xuyên làm loạn khi đang ở trong trại giam. Trước đó, hai công ty của Ngô Diệc Phàm là Bắc Kinh Phàm Thế Văn Hóa và Nội Mông Cổ Phàm Thế Ảnh Thị bị kiện ra tòa, nguyên đơn là công ty truyền thông tổ chức sự kiện. Theo 163, vụ án tổ chức phiên xử sơ thẩm ở tòa án Thâm Quyến vào ngày 6 tháng 8, nguyên nhân là tranh chấp hợp đồng sau sự kiện Rescue Tour 2018-2019. Nguyên đơn yêu cầu hai công ty của Ngô Diệc Phàm và ba công ty liên quan hoàn trả phí đầu tư, bồi thường thiệt hại kinh tế và trả phí luật sư tổng cộng 1,6 triệu đô la Mỹ. Sở hữu cho biết, Ngô Lâm, anh họ Ngô Diệc Phàm là đại diện pháp nhân của hai công ty trong vụ tranh chấp. Nam nghệ sĩ nắm 99% cổ phần. Hiện tại vẫn chưa rõ ai là người tiếp quản vụ kiện này khi cả Ngô Diệc Phàm và Ngô Lâm đều bị tạm giam điều tra. Theo Sina, số tiền Ngô Diệc Phàm sẽ phải bồi thường cho các nhãn hàng và nhà sản xuất phim lên tới 77 triệu đô la Mỹ, trong đó có tổng cộng 15 nhãn hàng chấm dứt hợp đồng với anh trước thời hạn. Dự án Thanh Trăm Hành đang loay hoay tìm cách cứu vớt tác phẩm. Bộ phim được đầu tư kinh phí cao 500 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, để có thể lên sóng, ekip buộc phải dùng công nghệ AI để thay mặt Ngô Diệc Phàm thành diễn viên khác, bất chấp điều này gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng tác phẩm. Ngô Diệc Phàm đã từng là một trong những nam thần tượng đình đám hàng đầu và nhận được rất nhiều sự yêu thích từ người hâm mộ. Sau khi bê bối chấn động bị khui ra, nam thần tượng đã liên tục bị hủy tất cả các hợp đồng quảng cáo và dự án phim ảnh lớn nhỏ. Các sản phẩm âm nhạc và các tác phẩm truyền hình mà nam thần tượng đã từng tham gia cũng bị xóa sổ hoàn toàn trên các diễn đàn và các trang cộng đồng. Đây được xem là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm và nam thần tượng sẽ phải đối mặt với hàng loạt án phạt dành cho mình trong thời gian tiếp theo.